mới sống lại đã có thêm một cô bạn thanh mai trúc mã. Ngày lễ thất tình, cô ấy nói sẽ tặng tớ cả đời ăn kẹo không hết. Bò mẹ cừu chuột. Nhà bà ngoại nuôi rất nhiều động vật. Bò, cún, ngựa. Vịt với ngỗng. Cùng tớ đi xem nào. Nông thôn ấy mà, ông bà nội ngoại đều sống ở thành phố. Bình thường không có cơ hội xuống nông thôn. Nhân cơ hội này, biết đâu sẽ quen được thêm vài người bạn mới. Thế là dưới sự xúi dục không ngừng của Hạ Nặc, vì mục tiêu giành được vinh dự cao nhất đại hội Bạch Ngân, đội thám hiểm được thành lập. Sắp được gặp bà ngoại rồi, có vui không? Hân tâm à, lâu lắm rồi mình không gặp bà ngoại. Lần trước hình như là hồi còn bé tí. Mày mới mấy tuổi đâu mà đã bắt đầu nói hồi còn bé. Kỳ nghỉ dài khiến tâm trạng Hạ An Dương vô cùng vui vẻ. Kể cả Phương Du ở hàng ghế sau đang thân mật với Hạ Nặc, cũng không thể ảnh hưởng đến tâm trạng lúc này của cậu. Khốn rồi, sao gì, mình cũng sắp mất đi Hạ Thúc Thúc, vị trợ thủ đắc lực này rồi sao? Giá như Từ Hàm nhà mình ở đây thì tốt biết mấy. Đợi đến khi mấy người về đến quê nhà của Lâm Y thì cả nhà họ hàng đã bày tiệc rượu ở sân chờ con rể về nhà vợ. Ôi chao, sao con nhà ai mà đẹp trai thế này, sinh năm bao nhiêu thế, cậu trai đẹp trai này cũng không giới thiệu với chúng tôi một tiếng. Đây không phải con tôi đẻ ra. Nhặt được đấy à? Bây giờ vẫn nhặt được cả đứa trẻ đẹp trai thế này nữa cơ à? Con nhà tôi xấu quá, tôi cũng thường xuyên đi nhặt một đứa bà nó ạ. Nặc Nặc về rồi à? Cô bé xinh đẹp cao lên nhiều rồi, lại còn xinh hơn trước nữa. Bà cũng đáng yêu hơn trước nè. Bà ơi, cháu giới thiệu với bà một người. Đây là bạn thân nhất của cháu. Bà biết mà, dâu dâu đại đế của cháu chứ gì. Sau bữa cơm trưa, Lâm Yến và Hạ An Dương bị họ hàng vây quanh, ngồi giữa trò chuyện rôm rả. Hạ Nặc thì kéo Phương Du chạy chỗ này chỗ kia, dạo chơi khắp nơi, bắt đầu chuyến phiêu lưu ở vùng quê của hai đứa. Mấy đứa đang làm gì đấy? Đồ ngốc, hai đứa bay là con nhà ai thế? Sao tao chưa từng gặp bao giờ? Bọn tớ từ, không có gì. Đến, tớ là Nặc Nặc. Còn đây là Dầu Dầu. Mấy đứa tên gì? Tao tên là Mộng Nhiên. Là bang chủ bang Mộng Nhiên. Bọn họ là tả hữu hộ pháp của tao, Đinh Đinh và Nhị Qua. Tao là tả hộ pháp Đinh Đinh. Còn tao là hữu hộ pháp Nhị Qua. Chị Mộng Nhiên ơi, mọi người đang chơi gì vậy? Cho bọn tớ chơi cùng được không? Nhóc con, mày phải biết điều. Bọn tao không phải đang chơi trò chơi đâu. Bọn tao đang đi tìm Đông Ca báo thủ đấy. Đúng đúng. Đông Ca là ai vậy? Đông Ca ở thôn Lâm gia bọn tao là tên côn đồ nổi tiếng. Người già trẻ nhỏ trong thôn đều bị Đông Ca bắt nạt hết rồi. Mày xem cái sẹo trên trán tao này, là do Đông Ca cắn đấy. Tên Đông Ca này vô cùng độc ác, làm nhiều việc ác. Hôm nay bọn tao đến đây là để thay trời hành đạo đấy. Thay trời hành đạo ư, hay ho đấy. Vậy bọn tớ cũng giúp một tay nhé. Hỗn xược, bang Mộng Nhiên bọn tao là bang hội mạnh nhất thôn Lâm gia. Sao có thể để loại nhóc con như các người, muốn gia nhập là gia nhập được. Mày mau về bú sữa mẹ đi. Tớ cai sữa lâu rồi. Tớ và Du Du rất mạnh đấy. Ở trường mẫu giáo không ai dám bắt nạt bọn tớ đâu. Ha 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 ha. Loại nhóc con trường mẫu giáo mà cũng dám khiêu chiến Đông Ca ư? Đó là bá chủ mà đến học sinh tiểu học như bọn tao cũng không dám chọc đâu đấy. Để tớ xem nào, cho dù Đông Ca có xấu xa đến đâu, tớ và Ngư Ngư hợp tác, nhất định sẽ giúp mọi người đánh bại hắn ta. Sao nghe giống? Đúng lúc này, một cậu nhóc loạng choạng vừa lăn vừa bò chạy đến, báo cáo bang chủ, phát hiện mục tiêu phía trước, Đông Ca sắp tiến vào điểm phục kích của chúng ta rồi. Toàn thể thành viên chuẩn bị chiến đấu. Tuân lệnh, đi thôi. Bọn nhóc tránh ra. Đợi khi mấy người đến địa điểm tác chiến, một con chim dữ tợn lưỡng cư đang ngẩng cao đầu bước đến. Con ngỗng này hình như cao bằng Nặc Nặc rồi. Sao hổ tử lại xông lên trước rồi? Tứ lang, chẳng phải đã bàn rồi sao? Phải để đến cuối mới thả đám thần thú này ra. Hổ tử vừa thấy Đông Ca là lao lên luôn. Tao kéo không nổi nó. Tứ lang, mày phải về nhà tự kiểm điểm lại đi. Tại sao mày mãi không làm được chức trung hộ pháp? Đều là có nguyên nhân cả đấy. Bang chủ, rốt cuộc chúng ta có lên không? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn hổ tử hy sinh sao? Nó sắp bị tiễn về suối rồi, đừng vội. Chúng ta bình tĩnh quan sát tình hình. Điều khiến mọi người không ngờ tới là hổ tử, con chó nhà quê này, dưới tay Đông Ca cũng không đỡ nổi một hiệp. Vừa ra khỏi nhà đã bị một đòn đánh bay về suối. Dù sao hổ tử cũng chỉ là con chó, chết thì chết, cũng chẳng có gì đáng tiếc. Bọn tao mới là chủ lực, chiến lược đối phó Đông Ca. Bang Mộng Nhiên bọn tao là bang hội lớn nhất khu vực, tự nhiên phải biết dùng chiến lược, dùng kỹ xảo. Bang chủ nói đúng. Vậy chúng ta phải làm sao đây bang chủ? Chúng ta phải chia nhau hành động. Hai mặt giáp công, ba đầu bao vây. Quản cái con em gái mày cho kỹ vào, đừng để nó quẩy rối. Tớ có quẩy rối đâu, tớ cũng muốn giúp mà. Với lại Ngư Ngư không phải anh trai tớ, cậu ấy là bạn tốt của tớ. Cậu bé này cao bằng tao rồi, có lẽ là chiến lược chủ chốt đấy. Tiếc là lại dắt theo một đứa vướng víu. Con gái thành phố đều được nuông chiều từ bé, lỡ mà ngã một cái chắc chắn sẽ khóc lóc không ngừng. Chuyện này mà để mẹ tao biết được, về nhà là tiêu đời. Tao ra mặt dụ Đông Ca. Đinh Đinh, mày với Nhị Qua từ phía sau lén lút tiếp cận, đừng có phát ra tiếng động lớn. Vậy tớ với Du Du làm quân dự bị nhé. Đợi khi nào các cậu bị đánh khóc, bọn tớ sẽ ra tay. Con nhóc này, coi thường ai đấy? Bang Mộng Nhiên bọn tao tuyệt đối không thua cùng một kẻ địch đến hai lần.